Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bị công Vinh thách thức đưa ra bằng chứng, bà Phương Hằng vào thẳng livestream đáp trả cực choáng. Nghi vấn tài khoản Facebook của bà Phương Hằng vào thẳng livestream của cầu thủ Công Vinh để đối chất. Khuya ngày 5 tháng 9, showbiz Việt lại được fan dậy sóng khi Công Vinh tiếp tục thay mặt bà xã làm rõ vấn đề sao kê từ thiện. Trong 15 phút nói chuyện, chân sút gốc Nghệ An bày tỏ phẫn nộ khi những ngày qua nhận được những thông tin vu khống bị đặt đến từ doanh nhân Phương Hằng. Trong đó có chi tiết CEO Đại Nam Bốc Phốt Thủy Tiên sử dụng nhiều tài khoản để kêu gọi quyên góp và khai khống con số 180 tỷ. Không còn ở thế bị động, lần này Công Vinh lật ngược thế cờ yêu cầu bà Phương Hằng trong vòng 2 ngày phải đưa ra được bằng chứng, chứng minh những lời nói của mình là đúng sự thật. Cầu thủ sinh năm 1985 cho rằng nữ đại gia quá hèn khi cố tình mượn những giấc mơ thay vì dám bước ra ánh sáng để đối chất. Công Vinh nói, thứ nhất, Vinh không quen biết bà Nguyễn Phương Hằng là ai, nhưng mà trong mấy ngày hôm nay bà có nhắc đến tên Vinh rồi vu khống vợ của Vinh. Thì có hai vấn đề mà Vinh muốn bà Phương Hằng làm rõ. Thứ nhất, chị nói rằng là mơ thấy tài khoản của vợ Vinh chuyến đi từ thiện miền Trung vừa rồi là có hơn 325 tỷ. Vinh thách chị có dám nói câu rằng chị xác nhận tài khoản vợ Vinh có 325 tỷ hay không? Chứ chị đừng có nói mơ nữa. Vì mơ như thế là chị nói hèn quá. Vì mơ thì không phải một pháp luật nào kiện chị được. Nên chị dám chơi thì dám chịu. Thứ hai, tôi đề nghị chị hãy đưa ra chứng minh rằng vợ của tôi đi từ thiện miền Trung thì dùng tài khoản nào. Chị nói vợ tôi dùng hai tài khoản thì như thế là vu khống. Tôi cho chị 2 ngày để đưa ra bằng chứng mà chị nói. Chúng tôi sai, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn chị sai, chị cũng phải chịu trước pháp luật. Chị không có tư cách gì để chúng tôi mời cả, nhưng chúng tôi sẽ cho chị đi theo tới ngân hàng để cho chị xem tất cả trước và sau khi chúng tôi đi làm từ thiện. Là có đúng với số tiền đã công bố với Mạnh Thường Quân cả nước hay không? Chị nên nhớ, không phải cứ có tiền là muốn nói gì cũng được đâu. Chị muốn nói là phải có chứng cứ, chứ không phải dùng lời nói để giết người. Chị nói mơ là mơ như thế nào? Vấn đề mấu chốt ở đây là chị rất hiểu luật. Tôi cho chị 2 ngày. Tôi là chồng nên không bao giờ để người khác ăn hiếp vợ tôi như vậy. Và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để chứng minh tất cả những gì vợ tôi bỏ công sức ra làm là hoàn toàn chính xác. Chúng tôi không bao giờ đánh đổi mọi thứ, không bao giờ dùng việc từ thiện hoặc không dám sao kê để làm ảnh hưởng đến danh dự. Chúng tôi có thể mất nghề cũng được, nhưng mà danh dự không được ai chà đạp danh dự của chúng tôi. Mọi người hãy cho Vinh và vợ Vinh đến lúc sau kê hết trước và sau khi từ thiện, mọi việc sáng tỏ. Lúc đó thì mọi người quay lưng, tẩy chay hay kiện cáo thì vợ chồng Vinh chấp nhận hết. Pháp luật không bao giờ để người làm sai nhẫn nhò được. Vinh khẳng định rằng mình sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng mọi người vì câu nói của một ai đó chưa có chứng cứ mà lên chửi bới rồi nghi ngờ. Lời nói đó ít nhất phải show ra bằng chứng chứ. Vinh sẽ sao kê và mọi người hãy cho Vinh cơ hội để được nói lên tiếng nói của mình sau khi từ thiện xong. Vinh muốn làm người thật việc thật, ra tận ngân hàng đàng hoàng. Mọi người nói Vinh có thể sao kê online. Vấn đề đó Vinh không muốn vì tất cả còn giấy tờ khác nữa. Bị Công Vinh nhắc tên trực tiếp trước 140.000 người đang xem livestream, công chúng bất ngờ khi tài khoản Facebook Nguyễn Phương Hằng có tích xanh cũng xuất hiện. Đáng nói, vợ ông Dũng lò vôi còn để lại bình luận cực nét, đề cập thẳng vấn đề nhạy cảm. Cụ thể, bà Phương Hằng viết: "Tôi hay mơ lắm, mà mơ thì ít khi sai. Niềm tin bằng sao kê, mọi lời nói bây giờ đều là vô nghĩa." Một lần nữa, bà Phương Hằng đang tô đậm sự tò mò của công chúng, đó là sao kê từ thiện, chứ không phải là những lời nói suông. Một việc làm đơn giản nhưng rất nhiều nghệ sĩ thiếu sót sau khi kết thúc hoạt động kêu gọi thiện nguyện. Ngay lập tức, cư dân mạng chụp lại khoảnh khắc này và lan truyền khắp nơi. Tuy nhiên, nhiều người đặt nghi vấn có thể đây là tài khoản ảo hoặc là sản phẩm của Photoshop mà thôi, vì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không có thời gian quan tâm đến những gì vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên thao thao bất tuyệt lúc này.
trước khi xảy ra xích mích với ca sĩ Thủy Tiên, CEO U50 từng dành không ít lời khen có cánh khi thấy cô lao ra tầm bão miền Trung. Giống như Thủy Tiên, tụi bay chửi người ta ngày ngày đêm đêm, nó làm gì tụi bay? Người ta đi làm từ thiện, giờ nó đúng, nó sai còn pháp luật. Lội mưa, lội sình, lội nắng mà tụi bay dám ở nhà ngồi chửi nó. Nếu nó sai thì có pháp luật trị nó, mất mớ gì tụi bay bày đàn chửi con người ta, rồi qua tới chửi tao. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.